Bảo Xuân chiết xuất từ tinh chất mầm đậu đành hân hạnh tài trợ chương trình này. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Thật tuyệt vời, vết sạm mờ đi, và mình sáng mình hẳn lên chỉ sau 3 tháng kiên trì. Không còn bốc hỏa, mất ngủ, đúng như mình mong muốn. Hơn cả sự mong đợi, mình tự tin xông ca cùng chồng, anh ấy ngạc nhiên lắm chính là nhờ bảo su mới với tinh chất mầm đậu nành, vitamin E thiên nhiên và collagen từ cá biển sâu giúp tăng cường nội tiết tố nữ, bổ sung thêm canxi, bảo xuân su 50 cộng dành riêng cho tuổi mãn kinh. bảo su cân bằng nội tiết, gìn giữ nét xương. Đại nghĩa cho đón quý vị khán giả đang đến với chương trình Hòa nhịp yêu. Thưa quý vị, làm mới chuyện chăn gối vốn là một cái câu chuyện cũng không có mới mẻ gì cho lắm nhưng mà nó thực sự là vô cùng quan trọng với những cặp vợ chồng nếu như họ muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình của mình để cho cuộc sống hôn nhân không nhàm chán. Vậy thì làm mới là làm mới như thế nào và làm mới đến đâu? Thì ngày hôm nay xin được mời đến với chương trình nhà báo Trác Thị Miêu để cùng chia sẻ với chúng ta về đề tài này. Chào chị chào đại nghĩa đúng là nằm lâu cái cái mền cái gối gì thì nó cũng bị là nó không có còn co giãn nó không còn cái độ đàn hồi nữa rồi nó lỏng tè ra rồi nó cũ nó sờn nó nhanh thì mình mua đi mua một cặp ra mới giá rẻ cũng có giá xa xỉ cũng có hàng theo cũng có hàng sa tanh cũng có hàng cô tông cũng có rồi mình thay cái nệm mới mà nó nhúng nó đàn hồi ha mình nằm mình ngủ êm rồi thay gối mới nó thơm tho chuyện dễ mà hỏi tôi làm chi chắc đêm qua thức khuya phải không thì làm mới chăn gối Đêm qua thức khuya quá cho nên giờ chưa nhận biết chương trình đang muốn nói về gì phải không chị? Sao đoán được tôi thức phi vậy ạ? À? Chứ còn gì nữa Ý tôi nói chuyện chăn gối đây là nó cách văn qua bóng bẫy cho nó nhẹ nhàng Nó tế nhị chút xíu Chứ không lẽ gì mà nó quệt tẹt ra là cái chuyện kia Đúng là chuyện khó nói <laughs> Đó Chuyện phòng the Đó Tôi nói rằng là Mình đã khó tìm cái cách để nói với à? nhau Huống hồ gì mà Nói chuyện với nhau ở trong nhà Giữa một cặp với nhau cái tên còn không gọi được thì làm sao ngồi xuống nói chuyện thì bởi vậy chính cái chuyện là mà phải nói chuyện thì phải mới nghĩ nói cách xa nó gần tôi nói bây giờ nôm na ra đã vợ chồng là hay bị quen hơi bén tiếng ừ. rồi, rồi thuận tay trái thuận tay phải rồi được thuận chân trái thuận chân phải rồi nên nó riết rồi nó thành nó cứ lặp đi lặp lại nó có quy trình rồi cái xong bây giờ một trong hai đối tác tự dưng cái mình muốn thay đổi mà mình không có muốn thay đổi đối tác mà mình muốn thay đổi cách thức cái chuyện đối với người việt mình khó nói huống hồ gì là nhất là chị em phụ nữ mà kêu mấy ông ngồi xuống để nói là làm mới cái chuyện đó thì sợ mấy anh đánh giá là đồ hư hỏng không nhưng mà nếu ngược lại những người đàn ông là những người đề nghị mình làm mới đi thì mấy bạn tôi tôi tượng ý tổn mấy anh nói tôi cũ hả với lại là nghi ngờ nó ủa anh đi ra ngoài anh gặp ai rồi, làm rồi ai dạy cho anh cái ai trò như ngoài kia về bắt vợ dụng. làm theo như vậy thì đó tức là cái chuyện đó bản thân hai người vợ chồng cũng không có chịu nói ra với nhau mà nếu nói ra thì cũng sẽ dễ nảy sinh những cái hệ lụy những cái phiền toái sau đó rồi làm thì cũng có xác suất thành công cái có xác suất nó không có thành công cái nó nhưng không mà không thử thành... sao biết đúng không? Nhỡ thử không thành công nữa. thì mình nhục lắm mình thì nhục đó, trước mặt đối tác. chính ấy. vì những cái sự mà e ngại đó cho nên có rất nhiều những cái cặp vợ chồng trẻ, mặc dù cũng chỉ mới hai mấy 30 thôi, tức là đang trong cái độ tuổi mà hừng hực thanh xuân đó, vậy mà đã chán nhau rồi. Chán nhau không phải là bị hết yêu nhau mà chán nhau vì cái chuyện chăn gối nó quá tẻ nhạt nó và nhàm chán. Nó không còn bất ngờ, nó không còn gì là khó đoán, coi ừ. đầu phim biết cuối phim vậy thì nếu chúng ta không làm mới, nguy cơ nó là cái gì? Là nó nhàm, nó cũ nguy cơ nó là người ta không đổi được cách thức thì người ta sẽ đối đối, đối tượng <laughs> ừ. thì thôi vậy không mấy giờ mình phải cắn răng có mắc cỡ đến mấy thứ nhất là chúng ta tìm giải pháp để ngồi xuống nói chuyện cái đã nhưng mà thật sự nha nguyên nhân của cái lỗi nhàm chán cũng là ở mấy anh rất là nhiều phụ nữ chúng tôi á, mà để có được một cái buổi gần gũi với chồng mà nó thăng hoa nó có nhiều yếu tố lắm hôm đó tự dưng anh nói câu dễ thương quá hôm đó tự dưng hai vợ chồng ngồi nói chuyện tâm đắc quá hôm đó cái bộ phim lãng mạn nó làm mình buồn mình nghĩ đến một ngày người nào sẽ ra đi trước tôi còn ngày nào thì mình tận hưởng ấy tình ngày đó với nhau chỉ vì đơn giản ngày hôm đó trời mát quá chúng tôi cần rất nhiều lý do còn các anh chỉ cần một lý do duy nhất tới cử thì ăn cơm uống nước thế thôi do đó chính vì cái suy nghĩ là mang tính chức năng của đàn ông trong chuyện giường chiếu mà mấy anh chỉ cần đạt được mục đích Tức là lên đỉnh, giải phóng năng lượng và đi tắm rồi ngủ. Còn phụ nữ thì chúng tôi cần quá trình. Chúng tôi quan trọng quá trình hơn thậm chí. Rất nhiều chị em phụ nữ mà, lại nói đến con số thống kê, con số thống kê đáng sợ và đáng giật mình đó là phụ nữ mà có khái niệm và trải nghiệm đạt cực khoái chỉ chiếm khoảng lối trên dưới 30%. Trong tổng số lượng điều tra là những người phụ nữ đã lập gia đình tại Việt Nam thì chúng ta mới thấy rằng là uh, hóa ra là họ chưa bao giờ nói với chồng là em chưa có tới đỉnh. họ không dám nói sợ làm nhục chí ông chồng. nếu mà mình bạo dạn để nói chuyện với nhau mình sẽ thấy người bạn đời của mình đó, mới mẻ lắm, ngộ lắm, khó đoán trước lắm, uh, đa chiêu nhiều trò lắm. thời buổi ngày nay người ta nói là kịch sĩ thôi không đủ, anh phải làm được MC là ca sĩ tôi không đủ anh phải biết nhảy múa, tại vì người ta bị bất ngờ, không biết ngày hôm nay anh sẽ dùng tài năng gì ra để phục vụ người ta. thì trong đời sống vợ chồng tôi tin rằng là một người chồng giỏi hay là một người vợ giỏi cũng phải là một nghệ sĩ giải trí. Dạ đúng, rất giải trí với những cái chiêu thức, với những cái mánh khóe mà chị Miêu vừa mới chia sẻ. Tôi chỉ nghĩ rằng là một người một người phụ nữ một ngày mình đã cằn khô rất nhiều với cái áp lực công việc ở Chợ bú con cái nước nôi nhưng mà nếu mình vẫn duy trì sự lãng mạn và tôi dùng từ này công nhận là là là, là Miu hơi hơi có xu hướng tiểu thuyết hóa mọi chuyện tôi dùng từ này cho những phụ nữ này nè Hấu tình người ta có hấu ăn hấu uống mà cái người đàn bà hấu tình đứng nấu một bữa cơm thôi mà nhìn cái nhà bếp là cười một mình rồi có đáng yêu không người khác ai người ta dè biểu là cái cô này hư thân mất nết ý tôi tưởng tượng chuyện đó với chồng tôi mà có phải tưởng tượng như vậy ông hàng xóm đâu mà nói tôi hư thân mất nết và đó cũng là cái cách ngày xưa ông bà nói là đàn bà khéo chiều chồng là như vậy nếu mà phụ nữ chúng ta không nghĩ đến điều đó và không cho phép nó ám ảnh mình một chút xíu trong một khoảnh khắc trong ngày mình cảm thấy nôn nao chờ đến buổi tối chồng về mình dục ông ăn cơm cho lẹ đi tắm rửa cho sớm đi mình nôn nao như là trên truyền hình sắp có cái show gì hấp dẫn lắm đó mà mình nôn nao mình chờ điều đó cùng nhau thì nếu người chồng hiểu người vợ và may mắn có người vợ như vậy á ông cũng nôn nao tan sở sớm để về không biết bữa nay có bày trò gì nữa đây nghĩ đến mà vừa lo vừa sợ vừa vui á <laughs> vừa lo vừa sợ mà vừa vui vừa thích thú nhưng mà chị những cái điều đó nó thường sẽ diễn ra với những người phụ nữ ở độ tuổi trẻ trung họ còn nhiều cái sự uh, trẻ khỏe trong người mình họ còn nhiều sự tư duy và sáng tạo về điều đó nhưng mà thời gian qua khi mà có con rồi đùm đề bao nhiêu công việc thì liệu rằng cái sự sáng tạo đó nó còn đến với những người phụ nữ trung niên hay không mấy cái con nhỏ 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 nó chỉ được cái sung chứ nó không có được cái sáng tạo còn cái người đàn bà đã đi qua trải nghiệm cái sáng tạo nó tinh vi bất ngờ lắm nhưng mà mình đúng là mình có thua mấy cô gái trẻ ở chỗ là cái sự sung mãn và để cởi mở hơn để duy trì được cái điều đó và để luôn luôn giữ ở phe thượng phong đối với các cô gái trẻ đó là ngoài sự sáng tạo sự lãng mạn sự khao khát uh, kinh nghiệm trải nghiệm sự chính chắn của người đàn bà những cái công thức như thế này uh, tinh chất mầm đậu nành nhân sâm lô hội vitamin e và collagen bài thuốc tứ vật thang có lẽ là nghe nó quá mang tính thực tế nhưng thật sự để có được duy trì được sự lãng mạn và táo tợn trong ái tình nó cần những bài toán rất lý trí và thực tế không ai bắt chị em phải tính toán ra những bài toán đó vì các nhà phát minh đã làm việc ở trong phòng khoa học rồi và đúc kết ra được một sản phẩm rồi vậy thì trên bàn cân của cuộc chiến ái tình tôi là người không bao giờ sợ một cô gái trẻ nào hết vì tôi có những nhãn hàng như Bảo Xuân đứng sau lưng tôi như những chiêu thức và những vũ khí của một người phụ nữ trải nghiệm tôi có kinh nghiệm của tôi tôi có sự lãng mạn và tôi có cái máu hấu tình của tôi thì tôi nghĩ rằng là nó đủ để chỉ hai người thôi cũng là một cuộc phiêu lưu thú vị đến cuối đời hoặc ít nhất đến khi chúng ta cùng già đến giờ phút này thì chị em mình có thể sẵn sàng nói với nhau về một cái chuyện tình dục không cần phải né tránh đi không cần phải gọi đó là à một không cái chuyện cần, đó chuyện kia hay gì cả và cũng không cần phải dùng những ngôn ngữ thô tục hay thô thiện mà nhìn nhận nó như một điều đẹp đẽ đáng được nuôi dưỡng và duy trì để được nuôi dưỡng và duy trì thì có rất là nhiều cách mà một trong những cách chị Miu vừa mới chia sẻ với chúng ta đó là sử dụng những cái uh, loại thực phẩm chức năng để giúp cho chị em phụ nữ tươi trẻ mở màn sung mãn thì có được tất cả những đó thì chắc chắn là cái cuộc sống hôn nhân cái cuộc sống tình dục của hai vợ chồng lúc nào cũng sẽ tươi mới nhưng mà đừng quên cộng thêm sự sáng tạo nữa quý vị nhé <laughs> và nhớ rằng khi sáng tạo khi muốn bày tỏ một điều gì đó với ông xã thì nhớ đeo cặp lông mi dài dài vô và nhớ chớp mắt cần vẫy vẫy cặp lông mi <laughs> yeah. cảm ơn chị trác thiên miêu đã chia sẻ về cái đề tài này ngày hôm nay và thưa quý vị khán giả chương trình hòa nhịp yêu hôm nay xin được phép kết thúc tại đây cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị khán giả hẹn gặp quý vị khán giả với chương trình lần sau Bảo Xuân 97% khách hàng thấy hiệu quả sau 42 ngày sử dụng. Cùng đã ngoài 50 mà sao? Cô ấy thật tươi trẻ, khỏe mạnh và hạnh phúc. Còn mình thì nám sạm bốc hỏa đau nhức và ngại gần chồng. Đó là bởi cô ấy duy trì được hàm lượng nội tiết tố nữ dồi dào nhờ bảo xuân tuổi 50 cộng với tinh chất mầm đậu nành và canxi giúp tăng cường nội tiết tố nữ làm đẹp da, giảm khô hạn, bốc hỏa, chống loãng xương, bảo xuân tuổi 50 cộng cho tuổi 50 tự tin tận hưởng cuộc sống bảo xuân cân bằng nội tiết gìn giữ nét xuân